Trà xanh được xem là thức uống lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tác dụng tốt cho sức khỏe của trà xanh đến từ nhóm dưỡng chất thực vật polyphenol, có đặc tính chống oxy hóa cao, và nổi bật nhất đó là EGCG, tên viết tắt của hoạt chất epigallocatechin galate. Hoạt chất EGCG giúp hỗ trợ giảm mỡ của cơ thể thông qua 3 cách thức: tăng cường tốc độ trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa. Đối với tăng cường tốc độ trao đổi chất, thì trao đổi chất là quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể của con người với mục đích là sản sinh nguồn năng lượng và nuôi sống tế bào hoặc tổng hợp những chất cấu tạo nên tế bào. Bổ sung EGCG hoặc chiết xuất trà xanh giúp làm tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể bất kể khi chúng ta đi bộ, xem TV hoặc thậm chí đi ngủ, giúp mọi người đốt cháy thêm phần trăm năng lượng tiêu hao mỗi ngày. Vai trò tiếp theo là đốt cháy mỡ thừa. Để đốt cháy mỡ thừa, cơ thể cần phá vỡ tế bào mỡ thành chất béo và đưa chất béo vào trong máu. Quá trình này cần sự tham gia của các hormone đốt mỡ, chẳng hạn như norepinephrine. Tuy nhiên, trong cơ thể có một loại enzyme phá vỡ hormone đốt mỡ norepinephrine này làm giảm hoạt động đốt mỡ. Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất EGCG giúp ức chế hoạt động của các enzyme này, khi đó lượng hormone norepinephrine tăng lên, thúc đẩy quá trình phân hủy của tế bào mỡ. Và vai trò cuối cùng là ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa. Insulin là hormone tích mỡ, chế độ ăn giàu bột đường tinh chế khiến đường huyết gia tăng nhanh, làm cho cơ thể tăng cường sản xuất nhiều axit béo từ đường glucose và vận chuyển vào trong tế bào tích lũy mỡ thừa. EGCG giúp điều hòa mức insulin trong cơ thể, giúp ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa. Trong tự nhiên có một loại tảo có màu nâu do sự hiện diện của các sắc tố là một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid mang tên fucoxanthin. Fucoxanthin mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, và đối với kiểm soát cân nặng thì fucoxanthin sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa thành năng lượng thông qua việc tăng cường quá trình oxy hóa của chất béo. Bên cạnh đó, fucoxanthin sẽ giúp ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa thông qua việc cải thiện độ nhạy với hormone tích mỡ insulin. Trong mỗi viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Green Dream có chứa tinh chất EGCG có trong chiết xuất trà xanh, đã loại bỏ caffeine và kết hợp cùng chiết xuất tảo nâu và lecithin từ đậu nành. Đồng thời, nhờ công nghệ phytosome cải tiến, EGCG được thẩm thấu tốt hơn để cơ thể dễ dàng hấp thu. Sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Green Dream kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục thường xuyên sẽ hỗ trợ giảm mỡ cơ thể và hỗ trợ chống oxy hóa. Đối tượng sử dụng là người muốn giảm béo. Hướng dẫn sử dụng: uống mỗi lần một viên, 2 lần một ngày cùng với bữa ăn.